Chào mừng quý phụ huynh và các con học sinh đến với kênh Lời Giải Hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm bài luyện tập thuộc trang 7 sách giáo khoa toán 4. Với bài đầu tiên bài 1, ta có đề bài như sau. Tính giá trị của biểu thức theo mẫu. Đề bài đã cho chúng ta các bảng. Ở câu A, ta có bảng với các hàng và các cột. Ở cột đầu tiên là cột A, cột thứ hai là cột 6 nhân A. Và các hàng là các giá trị của A. Vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tính giá trị của biểu thức 6 nhân A. Ở bài trước chúng ta đã được học kiến thức về biểu thức có chứa một chữ. Vậy để tính giá trị của biểu thức này thì chúng ta phải thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức đã cho. Vậy nếu A bằng 5 thì 6 nhân A sẽ bằng 6 nhân 5. Và ta được kết quả bằng 30. Vậy tương tự như thế, nếu A bằng 7 thì 6 nhân A ta sẽ được bằng 6 nhân 7. Và kết quả bằng 42. Tiếp theo, nếu A bằng 10 thì 6 nhân A sẽ bằng 6 nhân 10. Và kết quả bằng 60. Vậy tương tự câu A, ta đến với câu B. Câu B ta cũng có một cột là B và một cột là 18 chia B. Vậy nhiệm vụ của chúng ta phải tính giá trị của biểu thức 18 chia B. Vậy nếu B bằng 2 thì 18 chia B bằng 18 chia 2. Ta được kết quả bằng 9. Tiếp tục, nếu B bằng 3 thì 18 chia B sẽ bằng 18 chia 3 và ta được bằng 6. Tiếp tục, nếu B bằng 6 thì 18 chia B sẽ bằng 18 chia 6 và kết quả bằng 3. Vậy ta đến với câu C. Câu C người ta cho cột A và cột A cộng 56. Vậy để tính giá trị biểu thức A bằng 56, ta sẽ làm như sau. Nếu A bằng 50 thì A cộng 56 sẽ bằng 50 cộng 56 và ta được kết quả bằng 106. Tiếp tục, nếu A bằng 26 thì A cộng 56 sẽ bằng 26 cộng 56 và ta thu được kết quả bằng 82. Tiếp tục, nếu A bằng 100 thì A cộng 56 sẽ bằng 100 cộng 56. Ta được kết quả bằng 156. Và chúng mình cùng bước sang câu D. Với cột là B và 97 trừ B. Vậy nếu B bằng 18 thì 97 trừ B sẽ bằng 97 trừ 18 và kết quả ta thu được bằng 79. Tiếp tục, nếu B bằng 37 thì 97 trừ B sẽ bằng 97 trừ 37 và ta thu được kết quả bằng 60. Và nếu B bằng 90 thì 97 trừ B sẽ bằng 97 trừ 90 và ta được kết quả bằng 7. Vậy vừa rồi cô vừa hướng dẫn các con làm xong bài số 1. Chúng ta cùng bước sang bài số 2. Đến với bài số 2, ta có đề bài tính giá trị của biểu thức. Câu A, 35 cộng với 3 nhân n với n bằng 7.
Câu B, 168 trừ cho m nhân 5 với m bằng 9. Câu C, 237 trừ cho mở ngoặc 66 cộng x với x bằng 34. Và câu D, 37 nhân với mở ngoặc 18 chia y đóng ngoặc với y bằng 9. Chúng ta quan sát các biểu thức này. Để tính giá trị của biểu thức này thì chúng ta sẽ thay chữ bằng số, rồi tính lần lượt các giá trị biểu thức đã cho. Vậy chúng ta phải tính theo quy tắc nào? Chúng ta quan sát thấy xuất hiện dấu ngoặc, vậy chúng ta phải tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Và chúng ta ở đây có các phép cộng trừ nhân chia, vậy chúng ta phải ưu tiên các phép nhân chia trước, cộng trừ sau. Còn ở các phép tính, nếu chỉ có cộng và trừ thì chúng ta sẽ tính từ trái qua phải. Vậy cô và các con chúng ta cùng bước vào câu A. 35 cộng 3 nhân n với n bằng 7. Ta có, nếu n bằng 7 thì 35 cộng 3 nhân n, ta sẽ thay giá trị 7 vào n và ta được bằng 35 cộng 3 nhân 7. Ở phép tính này ta có xuất hiện dấu nhân, vậy ta phải tính ở phép nhân trước, ta sẽ giữ nguyên 35 cộng với 3 nhân 7 bằng 21. Và ta được kết quả bằng 56. Tiếp theo đến với câu B. 168 trừ cho m nhân 5 với m bằng 9. Vậy nếu m bằng 9 thì 168 trừ m nhân 5 sẽ bằng 168 trừ cho 9 nhân 5. Ở đây ta cũng ưu tiên phép nhân trước, ta có 9 nhân 5 bằng 45 và ta giữ nguyên 168 trừ cho 45 và ta được kết quả bằng 123. Vậy, tương tự ở câu C, đề bài cho 237 trừ cho mở ngoặc 66 cộng x đóng ngoặc với x bằng 34. Ta có, nếu x bằng 34 thì 237 trừ 66 cộng x sẽ bằng 237 trừ cho 66 cộng 34. Chúng ta phải ưu tiên tính trong ngoặc trước, vậy ta sẽ giữ nguyên 237 và tính trong ngoặc, ta được kết quả bằng 66 cộng 34 bằng 100 và mình thu được kết quả bằng 137. Vậy tương tự như thế, cô cùng các con chúng ta đến với câu D. 37 nhân với mở ngoặc 18 chia y đóng ngoặc với y bằng 9. Ta có, nếu y bằng 9 thì 37 nhân cho 18 chia y sẽ bằng 37 nhân cho 18 chia 9. Ở đây ta cũng có ngoặc nên ta ưu tiên tính trong ngoặc trước và ta được bằng
37 nhân cho 18 chia 9 bằng 2. Vậy ta được kết quả bằng 74. Vậy cô vừa hướng dẫn các con làm xong bài 2. Vậy chúng ta cùng đến với bài số 3. Bài 3 ta có đề bài viết vào ô trống theo mẫu. Người ta cho một cái bảng với các cột là C, biểu thức và giá trị của biểu thức với các hàng tương ứng các giá trị của C. Nhiệm vụ của chúng ta phải tính giá trị của biểu thức đã cho. Vậy để tính được giá trị của biểu thức này thì chúng ta phải thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức. Và ở bài này chúng ta phải áp dụng các quy tắc sau. Với các biểu thức có dấu ngoặc thì ta phải tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Còn với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì chúng ta phải ưu tiên phép nhân chia trước và cộng trừ sau. Vậy ta có mẫu. Nếu C bằng 5 thì biểu thức 8 nhân C sẽ bằng 8 nhân 5 và có giá trị bằng 40. Vậy ở bài này cô sẽ hướng dẫn các con làm ở nhá và mình sẽ ghi kết quả vào ô trống. Ta có nếu C bằng 7 thì biểu thức 7 cộng 3 nhân C sẽ bằng 7 cộng 3 nhân 7. Chúng ta thay C bằng 7 vào đây. Và ta được kết quả bằng, ở đây có phép tính nhân, chúng ta phải ưu tiên nhân trước. Ta có 3 nhân 7 bằng 21. Vậy chúng ta viết lại bằng 7 cộng 21. Và kết quả là bằng 28. Vậy chúng ta ghi giá trị của biểu thức này vào đây là 28. Tiếp theo, nếu C bằng 6 thì biểu thức 92 trừ C cộng với 81 sẽ bằng, ở đây có dấu ngoặc, chúng ta phải ưu tiên tính trong ngoặc trước. Vậy chúng ta sẽ thay C vào đây, ta được 92 trừ 6 cộng 81 và tính trong ngoặc trước, ta được 86 cộng với 81 và kết quả bằng 167. Vậy chúng ta ghi giá trị của biểu thức này vào đây là 167. Tương tự, nếu C bằng 0 thì biểu thức 66 nhân C cộng 32, ta thay bằng 66 nhân 0 cộng 32. Ở đây ta có phép nhân, ta sẽ ưu tiên tính phép nhân trước. Ta có 66 nhân 0 bằng mấy các con nhỉ? Một số nhân với 0 thì luôn được kết quả bằng 0. Vậy ở đây ta được 0 cộng với 32 và kết quả bằng 32. Vậy ta ghi vào đây giá trị của biểu thức là 32. Vậy vừa rồi cô vừa hướng dẫn các con làm xong bài số 3. Chúng ta cùng đến với bài số 4. Với bài số 4 ta có đề bài một hình vuông có độ dài cạnh là A, gọi chu vi hình vuông là P. Ta có P bằng A nhân 4. Hãy tính chu vi hình vuông với A bằng 3cm, A bằng 5dm và A bằng 8m. Vậy để tính chu vi hình vuông này, chúng ta phải làm như thế nào? Ở đây đề đã cho biểu thức P bằng A nhân 4 và cho các giá trị của A. Vậy để tính P thì chúng ta thay lần lượt chữ bằng số rồi chúng ta tính giá trị của P. Nào,
Cô cùng các con chúng ta cùng làm bài số 4. Nếu A bằng 3 cm thì P bằng A nhân 4 sẽ bằng 3 nhân 4 và bằng 12. Đơn vị là cm. Tiếp tục. Nếu A bằng 5 dm thì P bằng A nhân 4 sẽ bằng 5 x 4 và kết quả bằng 20. Đơn vị là dm. Và cuối cùng, nếu A bằng 8 m thì P sẽ bằng A nhân 4 và thay A vào đây ta được 8 x 4 và kết quả bằng 32. Đơn vị là mét. Vậy vừa rồi cô vừa hướng dẫn các con làm xong các bài 1, 2, 3, 4 của bài luyện tập thuộc trang 7 sách giáo khoa toán 4. Để xem thêm lời giải các bài tập khác, các con hãy truy cập vào trang web lờigiảihay.com nhé. Chúc các con học tốt!